chơi chữ như thế này thì chúng ta phải vận dụng những kỹ năng, cái kiến thức về âm của tiếng Việt đó, để mình dịch những chữ như là, chẳng hạn như là hát thì là chữ hờ, phải không? Rồi ca, tôi viết chữ là hãy ca lên, hãy ca lên, thì nó chứa chữ gì trong đây chứ em? Chữ, chữ ca, không phải C mà là chữ ca. Ca viết sao? Ca, đúng không? Nhưng mà hãy hát lên, hãy ca lên, nó chứa những cái chữ như vậy. Thì thông thường khi mình giải các cái khóa, mình căn cứ vào các cái âm của tiếng Việt để mình tìm ra các cái mẹo mà người ta muốn thách đố mình, để thử cái trí tuệ của mình, để tìm ra những cái điều mà ẩn chứa trong cái mật thư đó. Như vậy vừa rồi tôi giới thiệu 5 cái loại hãy hát lên. Bây giờ mời bạn nào mình luyện tập ha, mình luyện tập. Mời bạn nào biết Vox lên đây thổi giúp tôi bản tin ạ. Có còi đây, mời bạn nào là biết Vox lên đây thổi bản tin cho mọi người cùng nhìn xem. Có ai không? Có ai xung phong không? Ủa mới nãy nói Vox nhiều lắm mà, giờ lên thổi cho các bạn muốn truyền một thông tin gì? Rồi, bây giờ tôi sẽ thổi rất chậm, đúng không? Nãy giờ là tôi nói, xin lỗi con, còn một cái điểm cuối cùng. Xin lỗi các bạn, tôi quên một việc. Một cái điểm cuối cùng mà mình phải nhớ trong trò chơi lớn là khi di chuyển từ điểm A đến điểm B, chẳng hạn như từ điểm khởi hành tới trạm 1, người ta dùng một cái bảng là dấu đi đường. Dấu đi đường. Và cái dấu đi đường này cũng phải là quy ước giữa tôi với các em, mà dấu đi đường là dấu đi đường quốc tế, quy ước quốc tế, đúng không? Người ta quy định với nhau. Và trên quá trình di chuyển từ điểm này tới điểm kia, chúng ta cũng phải biết về dấu đi đường. Không biết là ở dưới thấy các em có vẻ hơi ngơ ngẩn với cái trò chơi lớn này. Không biết là từ giờ tới chiều ban tổ chức có thể là có giấy viết để các em luyện tập không? Nếu không thì sáng mai mình chơi nó sẽ không có vui, vì các em không hiểu được. Phải hiểu được thì chúng ta chơi nó mới hào hứng. Còn không thì tôi thổi. Bây giờ tôi sẽ thổi thử một cái bản tin sau đây, coi là em nào dịch được thì sẽ có phần thưởng, có phần quà nghe chưa. Giờ tất cả cùng nghe, do mình không có giấy viết cho nên là chỉ nghe và đoán trong đầu thật chậm là tôi muốn nói gì. Bây giờ có bản tin sau đây. Đó là có tin muốn truyền, tôi mới có bản tin muốn truyền cho các bạn sau đây. Lắng nghe cho thật kỹ nha. Rồi, ai dịch được cái bản tin tôi vừa mới truyền, giơ tay. Được không? Rất giỏi, bạn đã dịch ra được bản tin tôi muốn truyền là hết giờ. Hiểu rồi đúng không ạ? Như vậy là dùng tín hiệu mọc để nói một cái điều gì đó. Tương tự như vậy làm semaphore. Thì với một ví dụ vừa rồi, vì chúng ta hết giờ để chuẩn bị cho trò chơi, cho nên là chúng ta ngưng cái phần tập huấn trò chơi lớn ở đây và mong các trại trưởng từ giờ đến tối là tập huấn thêm ha, cho các bạn về kỹ năng giải bằng thư, học bản mọc và semaphore để ngày mai chúng ta cùng chơi. Chúc các em có một buổi trò chơi lớn sáng mai hào hứng, và đặc biệt chiều hôm nay là nhiều trại sinh không để giành chiến thắng cho cuộc chơi là siêu trí tuệ vĩnh giác. Xin nhường micro lại cho bạn tổ chức ạ. Thì được mặt cảm ơn anh Nguyên Tường, cảm xúc đỉnh rất là nhiều.